bao người kính nể họ gọi một tiếng anh hai. Nhân trung thiên hạ vang danh bốn biển kêu hùng một tiếng anh hai. Huynh đệ lắm nạn chẳng ngại nguy nan a lâu là có anh hai. Thờ quan nhị ca sống đời trượng nghĩa chính đó đó là anh hai. Giang hồ trượng nghĩa bao người kính nể họ gọi một tiếng anh hai. Nhân trung thiên hạ vang danh bốn biển kêu hùng một tiếng anh hai. Có tiền có quyền có tiếng nắm đàn cán trong mọi cuộc chơi. Đàn em thẳng tắp hai bên cúi rạp đầu khi anh này tới. Trời bước vào chốn giang hồ với anh trang mang theo là một chữ nét. Chơi từ cách mang đồ khi anh xuất hiện reo vang lên một chữ khiến. Xong đúng không sai, mày nói tao sai thì mày phải ngó lại. Chữ tính và nghĩa luôn để hai vai, biết trước biết sau có qua có lại. Đàn em đâu, chơi điệu nghệ, sống nghĩa khí bao người phải nể. Mấy thằng nhóc lóc chóc thích sắc anh buồn, có chai bia ở đây để tao chỉnh mày luôn. Dạ. Lúa chín anh thích cúi đầu, nhìn lúa non nó đi thể hiện. Cứ thi đua mà giành phần ngu, như con ếch chết tại lộ miền. Mày khe người khác bằng dao và súng, tao tỏa sát khí chỉ bằng cái nhìn. Trên cuộc vui cười cười nói rồi chôn cái mạng mà trong lặng thinh. Quyền lực tao phát ra từ đôi môi với lời đề nghị không thể từ chối. Một tiếng nói của anh hai tôi tài lộc cứ thế không mời mà tới. Đường anh đi mưu trí phò trợ, việc anh làm cá tính bảo kê. Đã gọi tao một tiếng anh hai thì ta sống như huynh như đệ. Đường anh đi mưu trí phò trợ, việc anh làm cá tính bảo kê. Trí dũng song toàn vững vàng trên ngay. Nhắc mày nhớ tên người ngồi ghế là anh hai. Giang hồ trượng nghĩa bao người kính nể họ gọi một tiếng anh hai. Nhân trung thiên hạ vang danh bốn biển kêu hùng một tiếng anh hai. Huynh đệ lắm nạn chẳng ngại nguy nan a lâu là có anh hai. Thờ quan nhị ca sống đời trượng nghĩa chính đó đó là anh hai. Giang hồ trượng nghĩa bao người kính nể họ gọi một tiếng anh hai. Nhân trung thiên hạ vang danh bốn biển kêu hùng một tiếng anh hai. Có tiền có quyền có tiếng nắm đàn cán trong mọi cuộc chơi. Đàn em thẳng tắp hai bên cúi rạp đầu khi anh này tới. Khi anh này tới. Chồng về kìa. Chào chồng một tiếng đi. Anh về rồi hả? Làm gì căng thẳng gì mày đưa. Ừ. Thả lỏng ra, thả lỏng ra nha. Nhưng mà anh dạy cho mấy đứa cách sống nè. Sống ở trên đời phải biết trước biết sau thì nó mới tồn tại được. Hào, cái mạng của mày á là do anh cứu. Ít ra thì mày cũng cảm ơn anh một tiếng. Chứ ở đâu mà lại, tôi đâu có mượn ông như vậy. Sống như vậy người ta gọi là sống dơ. Sống chó đó Hào. Tao thay mặt mày đút cháo cho vợ mày ăn được không? Đấy. Ăn. Ngoan lắm Hào. Tao bận nhiều việc lắm. Tao không muốn phải ghé đây chăm sóc vợ mày hoài đâu. Hiểu chưa? Bằng cách nào đó mày phải hẹn thằng anh hai của mày ra đây cho tao gặp mặt nó. Tao có một sự bất ngờ không báo trước. Xác của thằng Khôi tao sẽ dọn dẹp cho mày sạch sẽ lắm. Không sao, không sao. Không có ảnh gì đâu. Anh xin lỗi.
chỗ này em phải chỉnh lại chỗ này tí xíu vì là vì không đúng thông số nữa. Chỉnh lại. Anh nghe này không? Dạ. Alo anh hai. Vụ anh Phong á, anh đồng ý là giá 20 tỷ với cái bãi kho đó rồi. Bây giờ mình gặp nhau được luôn. Em nói với anh Phong là qua chúng mình luôn nha. À, dạ. Anh nói là mình gặp nhau bên kho luôn, cho anh coi lần cuối. Nếu được á, thì mình đồng ý mình đặt cọc luôn. 8 giờ tối mai nha. Ok, thằng em điêu giỏi quá. Anh sẽ qua đó đúng giờ, ha. Em đang giao lưu với lại chú Năm. Vụ mà mình nhập mấy cái máy game ở bên Trung á, chắc nay mai em lên công ty không được. Ờ. Ê, ví dụ mà mày với thằng Khôi sao rồi? Sáng hôm qua anh mới gọi điện thoại giải quà cho em rồi đó. Xong hết rồi anh hai. Em cảm ơn anh hai. Anh, lỡ nó hẹn anh hai ra rồi nó khử anh hai sao anh? Anh nghĩ không có chuyện đó đâu. Tại mấy anh em cũng có nói, nói với anh hai từng là anh em kết nghĩa, chắc anh nghĩ không sao đâu. Nhưng mà em thấy cái thằng cha đó mặt ổng ác lắm, lỡ ổng giết anh hai sao anh? Em đừng có suy nghĩ bậy bạ nữa. Nhưng mà lỡ thì sao? Sao em suy nghĩ nhiều quá vậy? Bầu lớn rồi, tối ngày suy nghĩ tiêu cực không tốt cho con đâu. Thôi ăn đi. Ủa sao tao thui vậy anh hai? Chỗ này đúng mà. Gọi cho thằng Hào coi. Dạ. Phong đâu? Ừ. Kiếm Phong làm gì? Hả? Muốn được gặp mặt mày khó quá hai. Mày hiểu được cảm giác của tao không? Mang tiếng là thằng anh mà bị đứa em mình quay lưng không thèm đếm xỉa, đau chứ. Tôi nghĩ tôi với anh không có gì để nói với nhau. Anh muốn gì? Nói một câu nghe phủ quá vậy. Có chứ, có rất nhiều điều để nói. Mày còn nợ tao một mạng, không trả đi, tránh né hoài vậy. Đói quá, đói quá em ơi. Em ra đây. Em lên mâm, lên mâm, lên mâm. Quá rồi mà cũng lâu lắc nữa. Thì ăn cơm mới từ từ chứ làm cái gì đâu mà hối. Ồ, đã rồi, đã rồi. Nhanh lên còn đi làm nữa nè. Nè. Rồi. Nhìn cái không muốn ăn luôn á ta. Đơn giản vậy thôi hả? Chứ làm sao nữa. Thịt thà đâu. Mấy anh làm bốc vác chứ không phải làm giám đốc. Ngon đưa tiền đây rồi tôi mua đồ cho ăn. Ê, bốc vác mới cần thịt thà á, có sức để lao động hiểu không? Rồi giờ sao, ăn không? Được rồi, ăn như vậy là ngon lắm rồi ông nội. Ăn nói lẹ. Đi làm không có tiền hả? Có, nhưng mà tôi bán nước mía chứ không phải là bán ma túy. Tiền đâu mà nhiều dữ vậy? Tiền tôi còn phải lo tiền điện, tiền nhà, tiền nước, tiền trả nợ cho anh nữa đó. Rồi sao? Nè, anh hai. Bữa cơm mới ngày nè, có miếng không dám ăn nhiều nữa. Ông nội mình đồ ăn thì mình không có, mình cho ông ăn cơm nhiều cho ông no đi ông ơi. Mệt quá. Chồng tôi cho anh ăn á. Hai mày ăn hết luôn đi. Anh. Thôi nhìn đi. Đừng cầm rau ổng nữa, mệt lắm. Tiếc gì hả? Trời ơi.
Có này tặng cho em nè. Cái gì vậy? Tiền. Tiền ăn không có mà mua tào lao vậy? Này nè. Hay là lượm ở đâu xong về tặng em đúng không? Bye 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 bye. Cái này á là mồ hôi công sức của anh đi làm để dành tiền mua tặng cho em á. Nhưng mà cái dòng này là dòng bình an. Đeo nó sẽ giúp cho em may mắn. Em đeo đi. Bình an thật không? Thiệt mà. Đẹp không? Cảm ơn anh chưa? Cảm ơn anh. Ôi, tao ăn cơm chó hả? Hả? Nhà tao đang ăn cơm ngon rồi, tao ăn cơm cả nhà. Ủa alo? Ủa alo, alo, alo. Anh Tài, anh làm ăn, anh làm cho nó đúng ra anh. Ăn đi. Ăn cái gì? Nè, anh nhai luôn cái dĩa luôn đi nè. Anh đóng đàng hoàng đi anh hai. Anh hai, hai thằng đi làm anh nào cũng mệt, anh ăn kiểu đó nè. Chơi vậy chơi bậy á. Tao chồng em ăn nữa chứ. Đúng rồi. Vợ em thích ăn xúc xích anh hai. Nói không được luôn. Lấy cái trứng ra đi ông nội. Mỗi người một phần. Hai cái trứng, một cái xúc xích, mỗi người chia đều. Em một cái, vợ em một cái. Anh không có phần ăn nữa. Quấn ba cái đó làm cái gì không biết. Này là nghề của em. Nè, cầm đi. Tao không cầm cái đó mày ơi. Mày không cầm nó chém chết cha mày đó con. Nếu nó có bằng lĩnh chứ tao không cầm cái đó đi giết người ta, ok? Thì đâu có ai muốn giết người làm gì. Nhưng mà lấy tiền người ta rồi phải làm thôi. Tao không thích. Nó đúng đó. Cầm đi. Bây giờ nè, mày không muốn chém chết người á thì ít ra mày cũng phải cầm cho tụi kia nó sợ. Để con giữ cái mạng của mày, hiểu không? Mình làm cái này vì cái gì anh Tài? Vì tiền. Vì tiền thì kiếm cái gì mà làm không được. Mày ngu quá con. Tao mày có không thất không? Hai thằng ngu chích bà hả? Đi làm cái gì? Bốc giác hả? Phụ hồ. Biết khi nào vào. Nhưng mà bây giờ em với anh á, chưa cầm được tiền á, tụi nó đã chém chết rồi. Mày suy nghĩ cái gì đâu á. Tích cực lên tao có được không? Cái quan trọng ở đây nè là tao muốn tao với mày lọt vào mắt của mấy anh lớn. Mấy anh thấy tao với mày có năng lực, đem mình về làm quản lý vũ trường, quán bar, mấy cái động bay lắc của mấy ổng. Tiền không ở đó đó. Mục tiêu của tao là cái đó. Kèo này anh Tài chủ sĩ mà. Ây da! Đau! Mắc gì rồi kêu ảnh đi đánh nhau? Hả? Mày đâu mày? À. Ê! Kèo này mày tự đi, mày tình nguyện mày đi nha. Ai rủ rơi mày? Hả? Còn mày nữa. Em ruột tao đó. Tao là anh hai nè. Nha. Quan tâm tao một chút được không? Tao cũng đau mà. Ai kêu nhắc hoài không chịu nghe chi? Xịt lại đây. Hỏi. Lại đây. Không. Anh hai lại đây. Nè. Bê đê thiệt chứ. Bê đê gì mày? Anh cứ đi chém nhau vậy, lỡ đi tù rồi sao? Khỏi luôn đi. Miệng nó chuyển xui 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 luôn à.
Muốn đi tù lắm hả? Dạ em nói đúng rồi. Đúng cái gì? Cứ như này hoài không ai lo cho anh đâu. Khỏi khỏi, vết thương đang bình thường á, mày thổi vô nhiễm trùng luôn. Xong rồi đó, chồng em bị nặng hơn nè. Tao có con trai à? Khá lắm. Dạ, con cảm ơn chú. Tao nói thằng kia kìa. Dạ. Mày á, tay không á, mà làm được chuyện như vậy á, cô tố chắc lắm á. Dạ, tại từ nhỏ tới giờ con luyện võ á, cho nên là mấy cái chuyện này cũng bình thường á chú. Thôi được. Tao sẽ để cho mày á, bảo kê khung karaoke ở Tân Bình. Nhưng với một điều kiện, mày dẹp cái đám thằng Khôi đi. Nó tới nó phá hoại, tao ngứa mắt lắm. Chú, con sao chú, con lo khu nào? Mày là cái gì? Dạ, anh trai con chú. Dạ đúng rồi. Anh ruột à? Dạ, dạ đúng rồi, anh ruột của con. Thôi được, cho nó theo phụ mày luôn đi. Dạ, cảm ơn chú. Rồi mình có thêm anh em nào nữa không chú? Tao nghĩ hai đứa bay tự xử được rồi. Vậy đi. Có chục à, em lo được. Ổn không? Ổn. Mời cả nhà ăn. Ăn đi. Ăn đi anh Tài. Hai. Dạ. Hai. Tao có cái này hay lắm. Làm một cái là lên luôn. Làm gì anh? Hẹn tận gốc nha. Bên cam về. Ngon. Mà làm cái gì? Bán cà phê hả? Khùng quá. Mà tụi giỡn hoài anh. Tao nói thiệt. Ăn đi anh Tài, anh giỡn hoài. Ba cái quái này, ăn ngon lành đi. Làm như tao phi vụ này, mày muốn ăn cái gì cũng được. Tại sao anh lại có suy nghĩ đó? Tiền, chuyện đơn giản thì cũng hỏi nữa. Ngu quá vậy. Như vậy không đủ sao? Ngày trước mình nghèo, miếng ăn mình cũng không có. Bây giờ anh nhìn đi. Tiền bạc, địa vị, thời gian, cái gì mà cũng có mà. Đối với tao, không có cái gì là đủ cả. Mày dễ bằng lòng quá vậy. Thôi ăn đi anh Tài ơi. Em thấy anh giỡn đi ngay rồi đó. Tao nói thiệt,
Làm như có chuyện dây ở đây hả? Bây giờ mình cho dây buôn bán bất động sản như vậy là quá có dư rồi anh Tài. Tại sao lại tham lam vậy anh Tài? Anh dính vô ma túy là không có ngày về đó anh Tài. Mày nghĩ thằng Tài này ngu lắm hả hai? Nếu mày đi theo tao á, chắc chắn mình sẽ thiết lập một đường dây ngầm. Tao với mày sẽ không bao giờ ra mặt. Nhưng mà tiền về rất là ngon. Ngon lắm. Anh im. Đàn bà con gái biết gì mà nói hả? Hai, bây giờ vậy, không lẽ mày chấp nhận cuộc đời mày cứ vậy hoài hả? Tôi ngày cứ đi đòi nợ, đánh đấm chém giết, chém người ta, người ta bị tàn phế, nuôi cũng cực chứ, tốn tiền đúng không? Thì bây giờ bỏ cái nghề đó đi, theo tao làm cái này 2 năm thôi. 2 năm thôi là mày đổi đời rồi, tiền rất nhiều, chưa kể anh em của mình đó cũng sống dư dả thoải mái, lúc đó cũng hưởng thụ như thế nào mà không được hả? Muốn ở villa cũng có, đi du lịch nơi nào cũng được. Trên đời này cái gì cũng có cái giá của nó hết anh Tài. Những đồng tiền đó anh làm ra, sống không bao giờ bền đâu. Tao không hiểu tại sao mày lại có suy nghĩ đó luôn á. Bây giờ ví dụ thôi, với tính cách của anh, trong 2 năm đó anh làm xong rồi, anh dứt ra được không? Được. Mày tin tao đi, cái gì thằng Tài này đó nó được là phải được. Khi mà mình có nhiều tiền thì lúc đó ma quỷ cũng sẽ dẫn lối mình. Một thằng như mày mà cũng nói chuyện màu mè nữa, chăng dở quá vậy. Thôi được rồi, không làm đúng không? Không đủ băng lãnh để làm đúng không? Ta làm. Anh nghe anh hai một lần đi, đừng có đụng vô mấy thứ đó. Này, từ xưa tới giờ anh em mình cùng đồng kham cộng khổ biết bao nhiêu để có ngày hôm nay. Em chưa bao giờ khuyên anh một lần nào, nhưng lần này anh có thể nghe lời em. Nói nhiều quá. Bây giờ tao đi về, mày cứ đi theo tao không? Em không theo anh đi bán ma túy đâu. Tao hỏi một lần nữa là có đi theo tao không? Không, em ở đây với chồng em, em không có bỏ anh được. Anh có thể vì em mà không đi lần này không? Nồi nào nắp dung đó. Cái đầu của hai đứa bay ngu lắm, suy nghĩ cạn quá. Tại sao không nghĩ thoáng ra đi hả? Phải mở ra mới thay đổi cuộc sống được. Ok, không thích làm giàu thì tao làm. Anh Tài, vô tuần luôn ha. Cảm ơn vợ. Thôi, ăn đi. À, lâu lắm rồi mới có cảm giác này luôn á. Thơm quá. Mày giờ yêu. Ừ. Hồi đó không có tiền, ăn cái gì cũng ngon hết. Bây giờ có tiền thì... Dở lắm hả? Cũng ngon. Đây là hương vị ngày xưa mà làm sao anh quên được. Chị nhớ anh Tài hả? Em không có nhớ anh, em chỉ lo cho anh thôi. Vợ chồng mình đã cố gắng hết sức rồi, con đường là do anh Tài chọn thôi.
Biết là vậy, nhưng mà anh là anh của em mà. Nói không lo sao được. Anh cũng là anh của anh mà. Thôi vui nè. Thôi này thiệt. Đây. Mày cãi lời tao, mày làm cho em gái của tao chết, phải là nợ tao một mạng không? Chuyện ăn quán giang hồ, thanh toán nhau là bình thường. Nhi cũng là vợ của tôi, tôi còn đau hơn anh đó. Ngụy biện. Không cần phải ngụy biện như vậy đâu. Nếu như ngày hôm đó mày nghe lời tao, hoặc ít nhất mày để cho nó đi theo tao, thì đâu có chuyện gì xảy ra. Đúng, một phần lỗi của tôi. Nhưng chuyện đã qua rồi, anh nhắc đi nhắc lại như vậy, Nhi có sống lại hay không? Nó không sống lại, nhưng mày phải đền cho nó một mạng. Nó chính xác hơn là phải đền cho tao một mạng. Anh muốn giết tôi đến như vậy hả anh Tài? Thời gian qua anh bán hàng chăn, anh chơi đồ đúng không? Anh nhớ, tôi với anh từng là anh em với nhau đó. Anh em hả? Mày còn đủ tự tin mày nói hai chữ anh em với tao hả? Anh em chỗ nào? Tao nhắc cho mày nhớ, mày được như ngày hôm nay tất cả là nhờ tao. Tao là thằng dắt mày vô trong cái giới này, được anh lớn trọng dụng, đẩy mày lên. Và bây giờ mày có được cái tên như vậy, mày trả lại tao được cái gì? Mày cãi lời tao, mày hại em gái của tao chết là mày trả cho tao đó hả? Anh Hai, cái tên anh Hai của mày cũng khá là lớn đó, anh em xã hội cũng biết nhiều, nhưng mà họ đâu có biết cái thằng anh Hai nó sống dơ cỡ nào. Nó sống sai lắm. Anh nói gì cũng đúng. Em sai, em xin lỗi anh. Muộn rồi. Ah!
Lâm, em không sao đâu. Kêu bác sĩ đi, kêu bác sĩ đi. Khí chỉ bằng cái nhìn trên cuộc vui cười cười nói rồi chôn cái mạng mà trong lặng thinh, quyền lực tộc phát ra từ đôi môi với lời đề nghị không thể từ chối. Một tiếng nói